Ông chồng cắm cúi sửa quạt suốt 30 phút, thành tích làm cả nhà bật cười. Mới đây một đoạn video được người quay lại khiến dân mạng nháo nhào xin anh chia sẻ cách làm để giảm bớt tiền điện mấy tháng nay. Cụ thể vì chiếc quạt bị hư nên người chồng quyết tâm ra tay sửa chiếc quạt hỏng của gia đình. Suốt 30 phút, anh chồng ngồi cầm cụi tháo lắp, chỉnh sửa từng chi tiết của chiếc quạt, mong muốn nó hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên điều đặc biệt và buồn cười nhất là sau khi sửa chữa xong, chiếc quạt không cần cắm điện nhưng vẫn chạy. Không rõ anh đã làm cách nào nhưng ai xem cũng nghĩ rằng anh đã phát minh ra được động cơ vĩnh cửu. Thậm chí nhiều người còn đùa vui rằng cần có những cuộc gọi từ NASA để đưa phát minh của anh nâng tầm vũ trụ. Đùa nhau à? Được chưa? Được rồi nè. Chịu luôn, không hiểu chồng làm cái gì. Thôi được rồi. Sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều bình luận đã được để lại. Tháng 7 nên người ta lên giúp đó, hết tháng quạt sẽ ngừng quay thôi. Quạt này có tác dụng khi cúp điện. Sửa được chiếc quạt chạy không cần điện thì anh đúng là thiên tài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin ngắn 3 phút để xem những video mới mỗi ngày nha.